bây giờ hai xa sang ở nơi ngã tư đường. Ta ngồi bên cạnh nhau lặng im ngắm phố phường. Trong lòng em giờ đây từng cảm xúc bất thường. But I just can't say. Oh. Anh hỏi em giờ đây rằng anh biết làm gì khi người anh từng yêu giờ đây đã chia ly. Bây giờ hai xa xa ngần nơi ngắt tư đường.